Xin kính chào tất cả mọi người nhé. Các bạn ơi, mọi người vào xem nhé. Hôm nay thì mình sẽ lên một cái sản phẩm, một cái bộ sản phẩm luôn về dây xích. Thông thường thì các bạn xem những cái mẫu mà mình quay về dòng dây xích ở trên kênh rồi thì nó cũng khá là nhiều video rồi. Nhưng mà cái video này mình quay cho các bạn xem nhé, với một cái thiết kế nó mới hơn một chút. Tức là bình thường các bạn xem những cái sản phẩm mà dây xích kia là nó không có hai cái đầu bọc như này đâu, và cái khóa nó không giống như này. Đấy thì hôm nay là mình làm một cái bộ sản phẩm này cho một em khách nhé. Em đặt cả dây chuyền cả lắc tay một bộ. Đấy thì nhà mình thiết kế hai cái đầu bọc vào đây. Đấy, và cái khóa ở đây là cái khóa chữ S vặn một đầu và có xe chỉ ở giữa nhé. Đấy thì nhìn nó rất là lạ và đẹp, đấy, gọn gàng nữa. Đấy thì sau khi mà hoàn thiện cái bộ sản phẩm này thì mình thấy rất là hài lòng luôn, bởi vì là cái thiết kế của nó rất là hài hòa mọi người ạ. Đấy, và thêm hai cái đầu bọc vào đây nhé thì nhìn nó sẽ rất là đồng điệu với lại cái cấu trúc là cái thân dây này. Đấy, cực kỳ là khỏe và đẹp mọi người ạ. Còn là trước kia là các bạn xem những cái video trước ấy, là mình không có làm cái đầu bọc này đâu. Đấy, làm cái đầu này làm một cái họng tròn trực tiếp và móc cái khóa vào luôn, chứ không làm như này. Đấy, làm như này thì nó sẽ cầu kỳ hơn và lâu hơn mọi người nhé. Đấy, làm lâu hơn là cái kiểu kia. Đấy thì hôm nay là mình làm mẫu như này để cho bạn khách này, thì mình quay để cho mọi người xem. Nếu như các bạn thích thì mình sẽ làm cho mọi người như này. Đấy thì hôm nay là cái bộ này mình thấy là cực kỳ là đẹp. Các bạn nếu mà có nhu cầu nhé, đấy, mình làm dây chuyền hoặc là lắc tay thì các bạn tham khảo cái dòng dây xích này đi. Đấy, cái mẫu dây xích là một trong những cái mẫu mà mình làm bạc đẹp. Đấy, và mình bán rất là nhiều. Và cái mẫu này thì các bạn yên tâm là mình đeo nó sẽ rất là khỏe mọi người nhé. Đấy, rất là khỏe khoắn luôn, bởi vì cái bản thân cái dây xích nó đã khỏe rồi. Đấy, và cái ưu điểm ở đây là cái sản phẩm dây xích là các bạn đeo nó không bị lỗi mốt nhé, mình đeo được lâu. Đấy, rất là lâu chán, và đặc biệt ở đây là mọi người đeo nó sẽ sạch hơn là những cái sản phẩm dây khác. Đấy, bởi vì dây xích thì nó chỉ có thiết kế đơn giản như này thôi mọi người này. Đấy, nó chỉ là những cái xích vuông mình nối với nhau như này thôi, nhưng mà khi đeo lên cổ thì nhìn nó rất là khỏe và đẹp. Đấy, đặc biệt là sạch nữa, và các bạn đeo những cái mẫu mà cổ điển như này nhé thì nó được rất là lâu. Đấy, rất là lâu mà mọi người không nhanh chán. Và đặc biệt là hôm nay là mình có cái phiên bản khóa như này. Đấy thì nó sẽ rất là hợp với cái dòng dây xích này. Đấy thì các bạn nào có nhu cầu thì mọi người liên hệ để mình tư vấn nhé. Mẫu này là mình nhận làm từ 1 cây trở lên. Bạn nào mình làm dây chuyền thì các bạn phải làm tầm 2 cây thì mình mới làm cái đầu bọc này nhé. Còn là lắc tay thì mọi người có thể là đặt tầm hơn cây. Đấy là sẽ làm ok rồi. Đấy thì hôm nay là quay cho các bạn cái bộ sản phẩm dây xích rất là đẹp này nhé. Mình sẽ quay lại một lần nữa để cho các bạn xem kỹ này. Đấy, xem kỹ cái thiết kế mà dây xích có hai cái đầu bọc như này, nhìn rất là đẹp luôn. Cái này mà các bạn mà làm cả bộ thì mình tin chắc là mọi người sẽ rất là yêu thích mọi người nhé. Đấy thì cái sản phẩm mình đang quay cho mọi người xem đây là cái dây chuyền là 2,5 cây, cái lắc tay là 1 cây, tập 1,3 mọi người ạ. Đấy thì các bạn có nhu cầu thì liên hệ để đặt hàng nhé. Đấy, và mình sẽ tư vấn cho các bạn qua cái số điện thoại ở dưới. Mọi người cần tham khảo thêm mẫu thì các bạn có thể là kết bạn Zalo, mình sẽ gửi mẫu qua Zalo để cho các bạn xem thêm nhé. Mình có rất là nhiều mẫu ảnh. Đấy thì cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái video này của mình. Mọi người nhớ like video và đăng ký kênh giúp mình nhé. Đấy, để đón xem những cái mẫu sản phẩm tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin kính chào tất cả mọi người nhé.